Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên tháng 6 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tạo ra một hệ thống điều khiển tự động đơn giản, dễ lắp đặt, giúp tiết kiệm năng lượng, hai em Kiều Minh Hoàng và Nguyễn Minh Tuấn lớp 8A, trường Trung học cơ sở Minh Hải, huyện Văn Lâm đã thực hiện thành công đề tài khoa học kỹ thuật tạo mạch điều khiển cảm biến để tối ưu hóa hệ thống điện trường học. Đề tài đạt giải 3 cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Qua quan sát, Hoàng và Tuấn phát hiện các bạn học sinh thường quên tắt điện trong giờ chào cờ đầu tuần, giờ thể dục, không chỉ lãng phí điện năng mà còn giảm tuổi thọ của thiết bị điện. Với sự giúp đỡ hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Hương Lan, hai em đã thiết kế mạch điện cảm biến từ các nguyên liệu dễ tìm, dễ kiếm như mạch điện cảm biến, hệ thống dây dẫn. Với hệ thống này, khi trong phòng không có chuyển động, nguồn điện sẽ tự ngắt và ngược lại. Tổng chi phí lắp đặt hoàn thiện cho toàn bộ một hệ thống mạch điện trong một phòng học khoảng 250.000 đồng đến 300.000 đồng. Với giá thành như vậy, đề tài có thể ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Trong 2 ngày mùng 4, mùng 5 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm 2019-2020 sẽ diễn ra. Thời điểm hiện tại, các hội đồng thi đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020, toàn tỉnh có gần 13,8 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu lấy của các trường trung học phổ thông công lập toàn tỉnh là hơn 9,3 nghìn học sinh. Mỗi trường trung học phổ thông công lập là một điểm thi. Năm nay, kỳ thi được vận dụng quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia hiện hành. Hiện các hội đồng thi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi như rà soát bàn ghế, bảng, hệ thống điện, quạt mát, khắc phục thay thế những thiết bị hỏng hóc. Bên cạnh đó, ngành giáo dục rất chú trọng việc tập huấn, tăng cường trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật, việc xử lý tình huống đối với những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ trong kỳ thi. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đang đến gần, cùng với việc ổn định tâm lý cho học sinh, nắm chắc thông tin về kỳ thi, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang tập trung hướng dẫn học sinh ôn tập nhằm đạt kết quả cao nhất. Ngay từ đầu năm học, gần 450 học sinh khối 12 trường Trung học phổ thông Hưng Yên, thành phố Hưng Yên đã được thầy cô tư vấn định hướng lựa chọn tổ hợp môn thi Trung học phổ thông quốc gia. Nhà trường dựa trên học lực và nhu cầu thi tốt nghiệp hay xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng để phân chia lớp, xây dựng phương án ôn tập cho phù hợp. Việc ôn tập thi Trung học phổ thông quốc gia được triển khai ngay từ đầu năm học và thực hiện song song với việc học chính khóa trên lớp. Khi hoàn thành chương trình sẽ tăng số tiết ôn tập, tập trung rèn luyện kỹ năng làm bài thông qua bộ đề thi mẫu. Qua cái kỳ thi thử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên thì chúng tôi cũng có những cái đánh giá bước đầu. Trên căn cứ đó chúng tôi cũng nhóm ra các cái đối tượng học sinh mà có nguy cơ kiến thức còn chưa vững, có nguy cơ trượt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này để chúng tôi có cái việc tăng cường dạy ôn tập. Các thầy cô giáo sẽ chú ý đến nhóm đối tượng này hơn. Một nhóm đối tượng nữa là các em có cái nguyện vọng xét vào các trường đại học thì chúng tôi cũng có cái chương trình riêng cho các em, tập trung vào những cái tổ hợp bộ môn các em xét. Năm 2019, trường Trung học phổ thông Kim Động có 394 học sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thầy và trò nhà trường đã khởi động ôn thi từ tháng 9 năm 2018 với 3 môn thi chính là toán, ngữ văn và tiếng Anh. Bước vào đầu học kỳ 2, nhà trường thu thập nguyện vọng bài thi tổ hợp và tiến hành ôn tập đối với các môn thi còn lại. Tỷ lệ mà xét tốt nghiệp của học sinh lớp 12 thì cũng có sự thay đổi. Các em sẽ được xét 70% điểm bài thi của Trung học phổ thông quốc gia và chỉ có 30% là điểm trung bình lớp 12 của các em. Chúng tôi cũng tập trung chủ yếu ôn tập theo cái cấu trúc của các cái đề minh họa của bộ đã đưa ra, thì nhằm định hướng cho các em rõ hơn về những cái nội dung mà các em sẽ thi. Bởi vì ngay từ đầu năm, nhà trường cũng như các thầy cô trong trường đã có những biện pháp để giúp cho bọn em định hướng về, thứ nhất là về tinh thần, thứ hai là về các kiến thức bồi dưỡng cho bọn em. Nên là bọn em cảm thấy là đến thời điểm này thì không những là ổn định về mặt tinh thần mà bọn em còn cảm thấy là khá tự tin với cả cố kiến thức của mình. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, Hưng Yên có hơn 12.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm thi. tin rằng với quyết tâm và nỗ lực cao của các trường và các em học sinh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sắp tới, học sinh tỉnh nhà sẽ gặt hái được nhiều thành công. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên tháng 6 năm 2019 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.